xin chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại với channel Thiên Phương Audio. Thì hôm nay mình làm clip để chia sẻ về vấn đề setup một con loa số làm sao cho nó hợp lý. Thì clip hôm nay thật là mình sẽ chia sẻ về setup delay và tiếng nhạc, làm sao cái tiếng súp nó tròn, làm sao cho âm thanh dựa nó full và nó súp đến với chúng ta cùng một khi. Thì đầu tiên là mình sẽ cân delay. Thông thường thì mình sẽ sử dụng máy smart, nhưng nếu mà sử dụng smart thì mọi người để đầu tư một bộ smart thì mọi người mất khá là tốn kém, cũng bèo bèo cũng phải là 2-3 triệu. Nên là mình sẽ hướng dẫn mọi người dùng tai nghe và dùng một số phương thức để chúng ta cân delay làm sao cho nó phù hợp ở gia đình. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vào vấn đề. Thì hôm bữa có ông khách comment ở trên YouTube là có kêu mình là làm chi tiết hơn về một số các cái tính năng. Thì hôm nay mình sẽ làm chi tiết từng phần Hôm nay mình sẽ làm về phần nhạc, và clip sau thì mình sẽ làm về echo và reverb để mọi người nắm từng phần. Rồi thì bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ reset hết ha. Bởi vì mình cắm nhạc ở phần main out cho nên là mình sẽ là xử lý ở phần main out hai loa full của chúng ta. Phần sub. Rồi, đầu tiên mình sẽ cắt hết, sẽ reset hết. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ vào phần main. Mình kiểm tra các đường vào này, tức là phần nhạc này, phần mic này, rồi phần reverb echo này. Mình sẽ để cân bằng 100-100. Còn đây thì mọi người cũng để 100 cho mình luôn cũng được, hoặc muốn để cao thì để cao. Còn mình thì mình sẽ để 140. Rồi, phần sub cũng vậy. Phần sub thì mình sẽ đưa nhạc vào sub. Mọi người muốn nghe lớn sub bao nhiêu thì đưa này, mình sẽ đưa lên 100 này. Nhà volume sub. Rồi bây giờ một khi mà chưa set thì mình sẽ mở một bài cho mọi người nghe, để mọi người cảm nhận xem là khi mà chưa setup nó như thế nào, tiếng sub nó như thế nào, tiếng loa full nó như thế nào. Đây, loa full mình đang để thẳng luôn đây. Ok, thì một khi mà mình chưa có cắt rốt, rồi là chưa có cắt sub, tức là mình chưa quay cho loa, thì không biết mọi người có nghe được không, thì mọi người có thể là đeo phone vào để nghe. Còn mình ngồi ngoài ở đây mình nghe thực tế á, thì cái loa phone nó đang đánh tiếng bass rất là nhiều, cho nên là cảm giác cái tiếng nó không có được chi tiết, không được rõ. Và một khi ở nhà chúng ta có sub rồi á, thì mọi người cắt rốt cho mình ha, chưa quay cho nó, thì chúng ta sẽ cho loa phone đánh ở tần số từ 100Hz trở lên, nên nếu như là loa 3 tấc. Còn nếu như loa 2 tấc rưỡi thì mọi người đánh cao lên một chút, ví dụ như từ 120Hz trở lên gì đó. Còn hiện tại mình đang dùng loa 2 tấc rưỡi thì mình sẽ chưa quay, mình sẽ cho loa full đánh từ 100Hz trở lên. Mình sẽ vào phần main out. Đó, mình sẽ đánh, mình sẽ cắt. Mình sẽ cắt hai bass filter là 100Hz trở lên ha. Rồi, qua phần sub. Phần sub thì mình sẽ để là 120Hz đi. Đó. Thì có thể là mọi người để cho mình là 150Hz trở lên đi. Mọi người sub mọi người dùng cho mình ở chế độ mono đi.
Bởi vì là thông thường á, là khi người ta thu một bài hát á, thì những cái tiếng kích, tức là tiếng trống á, thì người ta thông thường người ta sẽ thu mono chứ người ta không thu xích te đâu. Còn những cái tần số cao á, thì người ta mới thu xích te thôi. Rồi thì như đây mọi người biết cho mình là equalizer. Thì như loa của mình á, mình không cần phải cắt nhiều, mình chỉ cần là để như vậy thôi, nó cũng hay rồi. Còn mọi người thích á, thì mọi người có thể là tăng tép một chút đó. Ai mà thích tép á, đó, có thể là mọi người vào phần music này, mọi người tăng tép cho mình một xíu. Nếu như ai mà thích nghe tép đó, cái này lát là mình sẽ nói sau. Và bây giờ điều đầu tiên là mình sẽ cân delay. Bây giờ trước mắt là mình rốt xong rồi đó, mình cắt hai bát filter, đâu bát filter mình cắt xong rồi. Bây giờ mình sẽ là tính delay. Thì như bữa mình đã có nói đó, thì bởi vì nếu mà như mọi người mà đầu tư một bộ smart thì sẽ mất, cũng là mất mấy chục triệu để mà đầu tư sử một bộ smart, rồi là cộng với micro RTA với lại phần mềm, rồi sau cả tầm 20-30 triệu cả phần mềm này kia. Cái đó thì mọi người cũng phải học qua nữa thì mọi người mới có thể xét được. Cho nên là mình sẽ cho mọi người một cái con số tính tốc độ âm thanh để mọi người tính để mà cần và delay là bao nhiêu. Ví dụ hiện tại bây giờ là sub của mình và full loa full của mình đang lịch nhau ở tầm là 1 mét rưỡi gì đó, 1 mét rưỡi nhá. Mình sẽ lấy 1 mét rưỡi này chia cho tốc độ âm thanh 3.2. Thì tốc độ âm thanh nó sẽ tùy vào cái môi trường nữa, tức là cái nhiệt độ nữa. Thì nhiệt độ ở tầm là 20 độ cho lên tới 30 độ thì tốc độ âm thanh nó sẽ khác, nó sẽ thay đổi. Thì mình sẽ lấy mức quân bình là nhiệt độ từ 25 đến tới 30 đi. Thì khoảng tầm là 343.2. Đó là tốc độ âm thanh. Rồi mình chia cho 343.2. Rồi sau đó mình sẽ nhân cho 1000. Ok. Thì nó sẽ ra con số mình cần delay là 4.37. 4.370 thì mình sẽ làm tròn lại là 4.3. Ok, mình sẽ vào phần sub, mình sẽ delay cho nó là 4.3. Rồi, ok. Đây là sự lịch nhau của sub và nó full. Rồi, tiếp tục đến mình sẽ cắt làm sao cho tiếng sub nó bớt bị ù. Bị ù đuôi, bị rền đuôi mọi người. Thì tiếng sub á, thì mọi người cứ lấy cho mình là từ 30 Hz trở lên. Chứ đừng có đánh dây 30 Hz. Tiếng nó bị rền, bị ù mà nó không có chắc tiếng. Chúng ta nghe được từ 40 Hz trở lên á thì tiếng sub rất là mềm. Sau đó mình sẽ ưu tiên cho tần số nào, mình muốn là tần số ở 60 Hz. Mình sẽ ưu tiên. Rồi mình vào phần octa mình bóp nhỏ lại. Đó, mình bóp nhỏ lại, mình sẽ ưu tiên cho tần số 60 Hz. Nó trội lên một chút. Rồi, mình kiểm tra volume của sub. Mình muốn lớn nhỏ bao nhiêu thì tùy mọi người ha. Mọi người muốn nghe sub nhiều thì mọi người tăng lớn lên thôi. Thì mình để maximum đi. Rồi, tiếp tục qua phần nhạc. Ở phần nhạc cũng vậy. Ở phần hai bass filter thì mọi người cùng cắt cho mình là từ 40 Hz trở lên. Cho nó gọn. Đó, mình đánh từ đây thôi. Rồi cái tần số từ 100 đến 120 Hz này là cái nếu mà ở quán bar hoặc sàn này kia thì người ta sẽ để nó đánh áp lực. Còn mình muốn nghe tiếng sub nó mềm hơn, mềm thì mình sẽ là cho nó xuống âm khoảng tầm 1-2-3 decibel gì đó. Để cho tiếng sub nó mềm. Mình vào octa mình bóp nhỏ lại. Đó. Mình cũng sẽ ưu tiên cái tần số là 60 Hz. Tại vì mình thích nghe cái tần số ở 60 Hz đó. Cộng hưởng với từ 40 Hz thì nó sẽ tạo ra một tiếng sub mềm và chắc tiếng. Đây là tùy vào gu nghe của mọi người. Bóp nhỏ lại cho lên tầm cỡ 2 decibel đi. Rồi. Thì như loa mình thì nó cũng ổn, nó cũng chuẩn cho nên là mình không có cần phải cắt nhiều. Rồi phần tép thì mọi người có thể là ai thích tiếng tép nhiều hơn thì mọi người có thể nâng từ 10 kg này. Đó. Để cho nó mở phần octa mọi người để mở rộng một chút để cho nó nâng khoảng từ tầm 3 từ 4 kg trở lại từ 4 5 kg trở lên đây này. Đó. Rồi giờ bắt đầu là kiểm tra. Rồi, tiếp tục thử nghe tiếp xem là nó đã ok chưa. Sau đó thì chúng ta lại cân tiếp.
Bởi vì là mình phải cân bằng, mình không có máy đo, cho nên là mọi người bây giờ mà cầm mua một bộ máy đo thì cũng hơi tốn kém đó, cho nên là chúng ta sẽ cân bằng tay và dùng một số cái phương số đó để chúng ta tính. Rồi mình sẽ nghe lại ha. Nghe nó rất là chắc, nghe nó không có bị rền đuôi nhiều mà tiếng xúc nó rất là rõ. Mọi người cứ nhớ cắt như vậy cho mình. Còn mà ai mà thích mềm hơn thì có thể là để ưu tiên tần số khoảng từ tầm 50 Hz trở lên này, chỉ để tiếng xúc nó mềm hơn. Còn mình nghe ở 60 Hz, mình ưu tiên một chút thì mình thấy nó cũng mềm rồi. Để mà dòng nhạc karaoke thì như vậy là vừa rồi. Còn mọi người muốn nghe nhạc này kia thì mọi người có thể là cho xúc mềm hơn một xíu nữa. Để nghe nhạc nó mềm hơn. Thì muốn mềm hơn thì mọi người đưa tần số khoảng từ tầm 40 Hz trở lên. Đó, mọi người nâng lên một chút để cho tiếng xúc nó mềm hơn một xíu. Còn mình thì mình để 60. Về phần cắm dây, phần out men ra này kia chắc là mọi người cũng có biết rồi. Chúng ta cắm ở đường nào thì chúng ta xử lý ở đường đó. Thì như lúc này mình cắm là đường men out left right thì mình sẽ là xử lý phần tín hiệu nhạc vào này, rồi mix roll này, rồi reverse echo. Phần sub cũng vậy. Mình cắm vào phần sub thì mình sẽ xử lý phần sub, volume đầu vào của sub, phần mix phần nhạc của sub, rồi phần mix của sub. Còn trường hợp khi mà mọi người dùng hai sub á thì mọi người chú ý đến vấn đề là pha. Có những lúc là dùng một sub nhưng mà vẫn bị là chỉ tiêu. Nhưng hiện tại đây thì mình nghe thì mình không có, nó không có bị chỉ tiêu, cho nên là mình sẽ không cần là phải đảo pha, vì nó còn liên quan đôi lúc còn liên quan đến không gian này kia nữa. Có những không gian rồi vị trí đặt này kia nó sẽ bị là chỉ tiêu, nó sẽ bị lệch pha, cho nên là mọi người phải để ý vấn đề pha. Mình sẽ test thử cho mọi người thấy là cái sự khác biệt khi chúng ta sử dụng qua Mesor. Thì cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người vào một clip sau. Những clip sau á, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách xử lý tiếng mic thô, rồi effect, reverb và echo. Còn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chỉ là cân delay, đảo pha và setup nhạc làm sao cho nó ok nhất. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe thử là khi mình kéo cái Mesor xuống nó sẽ tạo ra âm thanh như thế nào. Mình sẽ mở lớn để mọi người cảm nhận là sự khác biệt của Mesor nó như thế nào. Rồi mình sẽ vào phần main out. Mình sẽ mở nhạc lên để mọi người nghe. Mình kéo xuống thì khi mà nó đánh những cái nó mở lớn, nó đánh lớn á thì nó sẽ tự động nó sẽ tụt lại đó, những cái tiếng nó sẽ tụt lại.
Đó. Thì mọi người thấy được sự khác biệt của Comensor. Thì cái này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người trong một clip sau này. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe lại này. Khi mình mở lớn lên như vậy nhưng mà cũng là chưa đạt cái ngưỡng mà Comensor đóng, cho nên là nó không đóng đó. Thì đây đây là sự khác biệt của Comensor. Lúc này là mình có mở là mình mở maximum và mình giảm xuống âm tới 20 decibel nữa, thì nó đánh nó sẽ bị tụt xuống, nó sẽ đè xuống những cái tiếng kích mà lớn đó, nó sẽ đạp xuống, nó không có còn nổi nữa. Đó là sự khác biệt của Comensor. Thì cái này thì mình sẽ hướng dẫn vào một clip khác rõ hơn để mọi người chúng ta xét. Và hôm nay mình chỉ nói sơ qua như vậy, và hôm nay là mình hướng dẫn mọi người là kênh delay và chia quay vô loa. Mọi người nhớ ha, tức là khi chúng ta có sub thì chúng ta nên chia quay để cho nó làm việc hiệu quả hơn. Bởi vì mà có sub rồi mà chúng ta vẫn không chia quay cho nó, vấn đề nó đánh ở tần số là từ 300 hoặc 400 Hz trở lên á, thì cái loa full của chúng ta cái nhất nó sẽ bị hại. Cái thứ hai nữa là âm thanh nó không rõ và không chi tiết. Cái thứ ba là khi chúng ta mở lớn thì nó sẽ bị vỡ tiếng. Còn mọi người cắt như vậy cho mình thì mình đảm bảo với mọi người rằng loa của chúng ta nó rất là bền. Màng loa nó sẽ không bị rung nhiều, cho nên là cái âm thanh nó sẽ rất là rõ. Rồi phần nhạc thì mình sẽ hướng dẫn mọi người như vậy thôi. Nói chung là mình rất mong làm sao mà mọi người có thể là xem rồi mọi người có thể tự xét được mà không cần kỹ thuật tới nhà, với một cái mức độ nào đó. Còn thực chất thì tất nhiên là một khi kỹ thuật từng tới nhà thì từng xét tất nhiên là nó sẽ ok hơn, vì là nghề của người ta, kinh nghiệm của ta làm lâu năm thì chắc chắn nó sẽ hơn. Nhưng mà mọi người xem clip như thế này thì mọi người cũng có thể làm được, mức độ ở một mức độ nào đó thì mọi người cũng có thể làm được. Rồi ok, thì như vậy thôi. Xin chào mọi người, và clip sau thì mình sẽ làm cho mọi người về setup tiếng mic thô và setup reverb và echo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo.